tạm đình chỉ cán bộ phường ưu ái cho người dân được tiêm vaccine. Lãnh đạo địa phương đã xác nhận một cán bộ phường Tứ Liên bị tạm đình chỉ do đưa chồng và anh chồng vào danh sách tiêm vaccine. Ngày 28 tháng 7, ông Trần Văn Bách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, xác nhận ngày 26 tháng 7 đã làm việc về trường hợp một nữ cán bộ phường Tứ Liên bị tạm đình chỉ công tác sau khi người dân phản ánh người thân của chị này được tiêm chủng dù không có trong danh sách. Theo lãnh đạo địa phương, nữ cán bộ này tên Trang, bị tạm đình chỉ do đưa chồng và anh chồng vào danh sách tiêm vaccine của phường. Về thắc mắc của người dân đối với việc Ủy ban Nhân dân phường Tứ Liên có chủ trương lập danh sách tiêm chủng ưu tiên những người đã ủng hộ quỹ vaccine, ông Trần Văn Bách thừa nhận địa phương có chủ trương này. Do chỉ tiêu mỗi tổ được 50 mũi nên tổ dân phố đã mời những người tích cực ủng hộ quỹ vaccine đi tiêm trước, còn việc tiêm phổ thông sẽ triển khai sau. Khi được hỏi chủ trương ưu tiên này có ảnh hưởng đến việc tiếp cận công bằng vaccine hay không, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tứ Liên cho biết đây chỉ là thông báo nội bộ để có sự tuyên truyền, vận động. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết đã nắm được thông tin vụ việc xảy ra tại điểm tiêm ở phường Tứ Liên hôm 25 tháng 7. Chúng tôi đã yêu cầu phường Tứ Liên báo cáo lại vụ việc. Ngày Chủ nhật, người dân được gọi đến tiêm, nhưng sau đó hết giờ tiêm nên được thông báo ra về, chứ không phải do hết thuốc. Những người chưa được tiêm hôm đó đã được phường gọi điện mời đến tiêm đủ, ông Khuyến nói. Ngoài ra, lãnh đạo quận Tây Hồ cũng ghi nhận việc một số công chức phường tại điểm tiêm hôm 25 tháng 7 chưa làm tròn trách nhiệm để xảy ra hiểu lầm và gây bức xúc cho người dân. Tuy nhiên, do hành xử chưa đúng mực của một số cán bộ tại điểm tiêm dẫn đến việc người dân cho rằng người thân của cán bộ phường vào tiêm nên hết thuốc, chúng tôi đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm khắc những cán bộ này, lãnh đạo quận Tây Hồ nói. Về việc ủng hộ quỹ vaccine, ông Khuyến cho biết người dân phường Tứ Liên đóng góp được hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển về quận rồi nộp lên thành phố. Chủ trương của quận là chỉ ưu tiên lực lượng tuyến đầu, không ưu tiên người ủng hộ tiền. Quận sẽ ghi nhận để họ được tiêm, đây không phải đối tượng ưu tiên. Ông Khuyên cho biết sẽ nhắc nhở và chấn chỉnh phường Tứ Liên.